có người đưa cho cậu cái gì đó để cháu đỡ buồn ngủ rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba và cậu được đến ngay với shop của trùng cuối và trùng figure hiện tại thì tất cả các mẫu áo hoodie và sweater trên trùng cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào cùng với đó là trùng figure đã bắt đầu chạy rồi như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300 còn chân chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo một cái figure để cuộc sống thật là vui đứng như thằng thằng kia bị đút kem mồm ngày xưa ngày xưa có một hạt nắng rơi xuống đất hóa thành một bông hoa mang cho mình sứ mệnh hồi trinh và một bà lão đã tìm thấy đó mặc kệ bà lão và bông hoa một vương quốc dần hình thành ở hòn đảo được trị vì bởi hai người này khổ cái hoàng hậu đang mang bầu thì mắc bệnh thế là toàn dân phải đi tìm kiếm phép màu mà phép màu ở đây thì chính là bông hoa cơm mà bà già thì cố gắng giữ nó cho riêng mình thi thoảng đến hát một bài mà không biết ở đâu ra khiến bông hoa phát sáng và hồi trinh cho bà nhưng mà đám lính vẫn tìm được bông hoa rồi đem về cho hoàng hậu uống thế là một cô công chúa tóc vàng ra đời Mặc dù bố mẹ tóc nâu Đấy là công chúa Rapunzel Mừng ngày công chúa ra đời thì họ đã thả đèn lồng lên trời Mong cho công chúa sau này bay cao lắc mạnh Nhưng mà bà già cay cú đến tận hoàng cung Phát hiện ra mái tóc vàng của cô công chúa Không phải là do lính canh Mà là phép thuật của bông hoa Thế không biết chỗ khác có dính phép không nhỉ À mà khi bà già hát thì mái tóc phát sáng lên Và hồi trinh nhưng mà khi cắt tóc đi thì phép thuật biến mất thế là bà già bắt luôn rapunzel về nuôi hàng ngày chải tóc hát hò và cấm cô bé không được đi ra bên ngoài kẻo bị nghẹo nó bắt mất vua cùng hoàng hậu mất con thì hàng năm đi thả đèn lồng vào đúng tối sinh nhật của cô trong khi rapunzel thì bị nhốt trong tháp tò mò với những đốm sáng bay bay bên ngoài nhiều năm sau rapunzel vẫn đóng cửa ở cữ vẫn chơi cùng một con tắc kẻ vẫn ngày ngày làm việc nhà và vẽ vời vẫn là không được cắt tóc cá là cũng không hề gội đầu từ một con bé ước mơ được thấy lồng đèn giờ cô đã là một thiếu nữ ước mơ được thấy lồng đèn lúc này ở trong hoàng cung chúng ta gặp nam chính một tên trộm đi cùng với hai tên trộm khác làm phi vụ thế kỷ trộm vương miện của công chúa mất tích rồi chạy trốn về phía khu rừng rapunzel lúc này đón bà già về nhà bằng cách thả tóc xuống rồi kéo lên rapunzel gọi bà là mẹ nhưng bà già này thì nghèo khổ về mặt tình cảm thứ duy nhất bà ta yêu quý chính là bản thân gương kia ngự ở trên tường tao đẹp còn rapunzel thì chỉ là bông hoa biết nói thế nên là khi cô xin ra ngoài ngắm đèn lồng bà không cho Bà bảo bên ngoài toàn tiktoker với nghiện thôi Chỉ có ở nhà thì mới bình yên Chẳng qua bà già lo một mét vuông ba thằng vỡ nợ Nhỡ đi qua xin tí tóc về bán hồi vốn thì tèo Nói xong thì bà già lại ra ngoài tiếp Bạn hỏi tại sao lại ra ngoài nhiều đến vậy Thế thì nghĩ xem bà ta dùng thuốc hồi trinh nhiều thế để làm gì Mỗi tội Rapunzel lại buồn bã ở nhà Quay lại với tên trộm Từ cái tờ truy nã thì biết tên anh là Flynn Tổ Lái Flynn Tổ Lái coi danh dự như là khói thuốc lá Giữ trong người thì hại tính mạng Thế nên là sẵn sàng bỏ luôn đồng đội mà chạy Nhưng mà vẫn không thoát khỏi quân lính tinh nhuệ của triều đình chính là con ngựa này mạnh mẽ thông minh đầy tự trọng cả hai rượt đuổi đến rơi xuống một cái vực và rách bị làm sao nhờ thế mà Flynn tổ lái mới mò được đến một cái cửa hàng dẫn đến cái tháp bút mà Rapunzel đang ở anh leo lên bằng hai mũi tên mà chả hiểu ở đâu ra rồi ăn ngay một chảo vào đầu và thế là Rapunzel lần đầu tiếp xúc với một người đàn ông không có răng nanh và đẹp dai cô liền đem giấu Flynn vào trong tủ không phải cho mục đích thỏa lớp chỗ trống trong lòng mà là để chứng tỏ cho mẹ thấy cô có năng lực hạ gục mọi đàn ông Rapunzel cũng phát hiện ra cái vương miện tò mò đội thử nó lên đầu và thấy đẹp Đúng lúc đó thì bà già lại về, Rapunzel háo hức muốn khoe chiến tích, thế nhưng bà già lại nổi khùng lên không muốn nghe, nên là vụ có trai đột nhập bị bỏ qua. Rapunzel liền nảy ra một ý tưởng khác, cô giả vờ đòi một chiếc lực ngà bản sách tay, mà để bà già đi kiếm về thì cũng mất 3 ngày. Sau đấy là lôi Flynn ra từ trong tủ, trói lại vào ghế, sau một hồi dí cái chảo vào mặt Flynn, chắc chắn tên này không phải là thợ cắt tóc, chỉ tình cờ đi lạc rồi trèo vào nhà người ta không có ác ý. Lúc đấy Rapunzel mới lộ ra mục đích thực sự, là đòi Flynn dẫn đi mua áo của chùm cuối Nhưng Flynn bảo Linh mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận rồi Nên là đòi cái khác đi Thế là cô đòi Flynn dẫn đi xem đèn lồng Rồi mới trả cho cái vương miện mà cô đang giấu trong nhà Mặc dù Flynn đang bị cả vương quốc săn như là săn mã Shopee Nhưng mất vương miện thì là tương lai đái lên mồn cầu rát vàng Nên đành phải đồng ý Thế là Rapunzel lần đầu tiên được bước chân ra khỏi nhà Tâm trạng cứ như một đứa năm nhất lần đầu lên ba Vừa thích thú, vừa sợ mẹ biết mẹ buồn Flynn thấy cô đấu tranh dữ dội quá liền gạ gạ về nhà nghỉ Để lấy lại cái túi mà không phải đi đâu nhưng chính thế làm Rapunzel quyết tâm phải đi. Flynn lại nghĩ ra một cách khác, Giờ lôi Rapunzel đi đến ăn. Lúc này thì con ngựa vẫn đi quanh quẩn để tìm kiếm Flynn. Nó bất ngờ gặp được bà già. Thế là bà già mới tưởng là quân đội hoàng gia đến để tìm công chúa. Vội vàng quay ra tháp bút để tìm con, nhưng gọi mãi chẳng thấy có mái tóc nào thả xuống cả. Bà ta mới vội vàng cậy đống đá lấp cửa, chui lên phía trên nhà. Với hy vọng đứa con gái chỉ đang ngủ chồng phao câu lên thôi, nhưng nó bỏ đi theo trai thật tử bu ạ. Bà già biết thế vì tìm thấy cái túi chứa vương miện Bên trong cũng chứa lệnh truy nã của Flynn Thế là sách dao đi tìm con Lúc này thì Rapunzel được đưa đến quán vịt con Tập hợp vịt rong vịt đú Loại nhìn ai cũng kêu là cạc cạc Rapunzel sợ dụng cả tóc Nhưng mà người xui lại là Flynn Vì lệnh truy nã anh đã ở khắp nơi Trong mắt mấy con vịt thì anh như mấy tờ đô la biết chạy nhưng mà con vịt nào cũng cần tiền trang trải cuộc sống thế là tranh nhau rapunzel mới đập một con vịt để đòi người vì cô cũng cần flin để đưa đi ngắm lồng đèn rồi chất vấn mấy con vịt về ước mơ và lý tưởng sống mà vịt thì cũng có vịt rít vịt rát giang hồ xăm trổ cũng biết hát thích màu hồng và ghét sự giả dối thế là khi quân triều đình đến mang theo hai tên đồng đội của flin vịt béo mới chỉ cho cả hai đường hầm chạy trốn và giấu quân triều đình nhưng mà ngựa đã đến đánh hơi được cái đường hầm và cho lũ human đần độn đuổi theo hai tên trộm cũng quyết tâm tìm được flin để trả thù Bà già lúc này cô đã tìm đến quán con vịt chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra nhưng mà tự dưng lao vào bắt con về thì sợ bị đám vịt hội đồng nên dò hỏi đầu ra của cái hầm để chờ. Trong khi đó thì Rapunzel phải sốc tóc lên mà chạy trong hầm. Cả hai chạy đến một chỗ giống như chuẩn bị làm đập. Đường hầm tiếp theo thì ở bên dưới vách đá. Hai tên trộm đã chờ sẵn ở đó. Quân triều đình thì đuổi theo đến đít. Thế là Rapunzel dùng tóc đu sang vách đá đối diện để Flynn một mình cùng chảo đánh cả thế giới nhưng mà thua con ngựa. Thế là Rapunzel phải tung tóc ra kéo Flynn đu về phía đối diện ngựa thấy thế đạp đổ một cái cột gỗ bắc cầu đi sang chỗ rapunzel cô thấy thế lại dùng tóc đu xuống dưới đất flynn thì trượt từ máng trượt xuống đúng lúc đó cái đập nước bị gãy cột trống thì bung ra cuốn trôi hết tất cả mọi thứ rapunzel và flynn thì kẹt ở trong một cái hang cụt dòng nước từ bên ngoài tràn vào dâng lên sắp ngập cả lũ flynn cố gắng lặn xuống tìm đường thoát nhưng mà hang tối như cái tiền đồ chị dậu thế là cả hai buông xuôi chấp nhận sống chết cùng làm người gia đình vina flynn lúc này mới tâm sự tên thật của anh là eugene còn Rapunzel thì kể về mái tóc phát sáng, hút hết dinh dưỡng của não đến nỗi không nghĩ ra là có thể dùng nó làm đèn pin soi đường. Thế là cả hai mò được đường ra. Sống nhau bên nhau thì cũng được coi là đồng chí. Thế là Rapunzel quyết định tin tưởng thằng trộm mới gặp được có một ngày. Trong lúc đó thì bà già vẫn đợi ở đầu ra lối thoát hiểm, cơ mà lại chỉ gặp hai tên trộm vứt cho hai tên trộm cái vương miệng nhưng lại cho biết về bí mật mái tóc của Rapunzel lợi dụng hai tên để đối phó với Flynn cụ thể như nào thì tí kể sau lúc này Rapunzel đang kể cho Flynn bí mật lớn nhất đây là khả năng hồi phục của mái tóc cũng là lý do mà bà già không cho cô ra ngoài Flynn cũng kể về tuổi thơ nhưng chẳng thú vị nên tôi sẽ bỏ qua kiểu hai đứa này đang ngồi tán tỉnh nhau là chính thú vị là lúc Flynn đi kiếm củi bà già bất ngờ xuất hiện sau lưng Rapunzel lúc đầu thì mật ngọt dụ cô về lúc sau thì như beat VN bắt đầu đưa ra một loạt cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi quẳng cho cô cái vương miệng bảo là đàn ông chỉ đến vì có mục đích cả thôi sau đó bà già bỏ đi với lời khẳng định chắc nịch rằng đàn ông thằng nào cũng tệ như nhau cơ mà tình cảm mới chớm thì đẹp lắm nên là Rapunzel vẫn giữ vững lòng tin với Flynn sáng hôm sau ngựa tìm đến được chỗ của Flynn hùng hổ kéo anh về lâu đài nhận tội nhưng như nhật bản thì có sức mạnh tình bạn công chúa disney thì có sức mạnh của tình yêu thế là kết nạp được ngựa và đội ngày hôm nay cả ba bắt đầu đặt chân vào vương quốc cơ mà mái tóc dài trong thành phố thì lại quá là vướng thế là flynn nhờ được một đội ngũ làm tóc với 200 năm kinh nghiệm làm ra một cái cục to đùng trên đầu cô trông rapunzel xứng đáng được vinh danh là cô gái có cái cổ khỏe nhất thế giới được cái là bây giờ tiện lợi mà đi dạo phố Cô cũng nhìn thấy hình ảnh gia đình nhà vua ở quảng trường Tự hỏi tại sao công chúa lại tóc vàng trong khi bố mẹ tóc nâu Người dân quanh đó thì hát hò ăn mừng sinh nhật công chúa Thế là Rapunzel cũng hang say nhảy đến tận chiều hôm Sau đó Flynn chào thuyền đưa cô ra biển Chờ đợi buổi tối đến Cơ mà đứng trước cơ hội thực hiện ước mơ Rapunzel lại bối rối vì không biết sau đó cô sẽ sống vì điều gì. Nhưng đến khi lễ thả đèn bắt đầu, hàng ngàn chiếc đèn lồng khiến cô quên hết đi phiền muộn. Rapunzel cũng giữ lời hứa đưa trả chiếc vương miện cho Flynn. Nhưng giây phút này thì tiền bạc chỉ là phù du, đang giây phút lãng mạn. Flynn lại nhìn thấy hai tên trộm đang đợi ở bờ. Anh liền trèo thuyền vào trong, bảo Rapunzel đợi một chút, rồi đến gặp hai tên kia. Anh muốn dùng vương miện để hòa giải, đổi lấy sự bình yên. Nhưng hai tên này thì lại muốn Rapunzel Thế là chúng quay lại bảo cô là Flynn đã cầm vương miện chạy trốn, bỏ lại cô với nguy hiểm. Nhưng mà bà già bất ngờ xuất hiện hạ gục cả hai, rồi lao đến ôm chầm lấy con gái như một người mẹ hiền. Thế là trong mắt Rapunzel mẹ cô nói gì cũng đúng, đàn ông thằng nào cũng tệ như nhau. Chỉ gia đình mới đem lại được hạnh phúc thực sự thế là về nhà với mẹ. Trong khi đó Flynn hóa ra bị trói ở trên thuyền, thả trôi về chỗ quân triều đình. Chỉ có duy nhất con ngựa là nhìn thấy hết mọi chuyện. Kết cục chuyện tình yêu là một thằng đi tù, một đứa bị cấm túc ở nhà. Nhưng Rapunzel đã nhìn thấy huy hiệu mặt trời của vương quốc. Cô phát hiện ra nó xuất hiện ở mọi nơi trong nhà. Đột nhiên ký ức ập về, Rapunzel ngỡ ngàng nhận ra mình là công chúa bị mất tích. Trong lúc đó thì Flynn bị đám lính đưa ra xét xử. Anh gặp lại hai tên trộm cũng ở trong tù. Hỏi ra được kế hoạch của bà già, anh muốn đi cứu Rapunzel nhưng bị đám lính bắt lại. Cô công chúa lúc này đã nhớ lại quá khứ, bắt đầu cự nợ lại bà mẹ tinh thần đấu tranh với cái xấu của Rapunzel thật đáng khen Công nuôi mười mấy năm trời của bà già mà Rapunzel đổ như đổ bô Thế là bà già cũng sẵn sàng lật sang mặt phản diện chuyển qua Flynn Anh được đám vịt đến giải cứu Đấy là do công của ngựa trắng đến báo tin Cả hai phi thẳng đến tháp bút Flynn gào lên bảo Rapunzel thả tóc nhưng không thấy gì Đang định leo lên Thì mái tóc tự dưng thả xuống anh vui mừng vì nghĩ Rapunzel vẫn ổn Cơ mà leo lên đến nơi thì phát hiện ra cô bị trói ở trong góc nhà Bà già lao ra từ bên cạnh đâm vào bụng Flynn rồi dùng xích kéo Rapunzel đem đi giấu. Cơ mà cô xin bà già được chữa thương cho Flynn, nếu không thì sẽ chống lại bà già. Thế là được thả ra để đến bên cạnh Flynn. Nhưng mà anh bất ngờ túm tóc cắt phăng đi, khiến tất cả ngỡ ngàng nhận ra công chúa tóc ngắn trong mặt to vờ lơ. Mái tóc liền mất hết đi phép thuật, bà già mất hết sinh lực tan biến thành đống bụi trần. Quay lại với Flynn, nhưng giờ thì hết tóc vàng, hết cơ hội để cứu sống anh. Nhưng mà không không, giọt nước mắt của cô cũng có công hiệu y hệt như thế phép thuật lóe lên soi sáng khung cảnh u tối cứu sống được Flynn cả hai dắt tay nhau về gặp gia đình chắc là dòng máu mạc bảo nên là vua và hoàng hậu tin ngay chẳng ai thèm hỏi han mái tóc vàng óng ngày xưa đâu và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau hết chuyện tôi còn quại xin chào Vẹn hẹn gặp lại